Đủ má, kỳ này mày tắt tiếng đàn là đủ má, tao đốt nhà mày. Đủ má, Trời ôi ơi, à. em nói Chào. anh nhá. Chào Em bằng nói anh miếng. cầm này. Em biết nhà anh ở dưới kia còn có tạp hóa nào biết. Em xuống đốt dễ lắm. Nhà em này toàn có Thì tạp hóa nhưng mà cái tông tông. Anh đến nhà em rồi đúng không? Anh đốt là sao được? mày cũng tới nhà tao rồi, được quá, tao được, đừng có la lớn lên nó biết, nó đốt đồ gỗ không mà đồ đốt dễ cháy lắm, đồ thâm bệnh quá, đồ nó là ê đồ tao nói cho mày nghe nè, đồ nó đang vui vẻ, đồ ngày hôm qua tao đi đá banh gần chết luôn mà thấy tao đá hay không, đồ tao đá tao hạ tao bốn trái luôn, tao ghê không, đá sáng nay về mỏi giờ gần chết luôn, đồ nó đang bận chẳng cho yên nữa. À, tao nói cho tụi mày nghe cái điều này nè, cái chuyện này chuyện đất nước Việt Nam ta, một cái những người mà Việt kiều mà không thích đất nước Việt Nam thì cũng không nên chỏ mỏ vì anh không đủ tư cách. Cái thứ nó thứ nhất, cái thứ hai là những người nào trong nước á, mà lại càng không thích xã hội chủ nghĩa hoặc là không thích trong đất nước lại để tao tao thay máu cho. Tao nói rồi mà, có hai loại máu, một là Big Blue, hai nữa là Hà Mã, muốn thay cái nào tao không thay. Và tao cũng trắng nói thì tụi bay nghe, tin tưởng lại đi, cho tụi bay coi nghe. Cãi tớ, tao hỏi mày càng nghe lời làm cái gì? Trời ơi mệt quá trời đây. Thấy chưa? Việt Nam cam kết cung ứng 128 triệu liều vaccine trong năm 2011 thì còn có mấy tháng nữa là hết rồi, đúng rồi chưa? Đây là nguồn chính xác. Đây. Nguồn của báo nhân dân, thấy chưa? Đúng, nhưng mà vừa nó Khoan hiện nay khoan, ta chưa trong nói cái thế điều là đó. vẫn còn cứ khoảng hơn 20.000 liều nữa, cứ khoảng 150.000 liều mới đủ. Ê, tao nói cho mày nghe, như vậy là yên tâm rồi, không cần phải bàn cãi. Tao nói cho mày nghe, ai biểu mày nghe đó chi, đụng không tao không có nghe. Tao nghe tin chính thống của tao không nghe mấy đó. Mấy thằng này có nước đi vô thay máu thôi. Và tao nói cho mày nghe, tao còn hai loại máu, một là Big Blue, hai là Hà Mã, muốn thay máu nào thì tao thay ngay đó. Khỏi cần phải tụi mày phải chỏ mỏ về, mày nói chuyện toàn là thúi lắm trời, là tao không muốn nghe, tao nghe toàn là lời hay ý đẹp. Mà bởi vì lời hay ý đẹp á, là thằng quỷ Bằng Nguyễn với cái thằng gì đó đủ nó lấy mẹ nó hết rồi, giờ tao chỉ còn lời hay ý xấu thôi, hiểu không? Ra tao lên tao chửi cha tụi bay chứ còn tao không có cần nói chuyện, chửi thôi. Ok, đơn giản vậy thôi, không có gì. Và tất cả mọi người chỉ cần phải yên tâm, nhà nước Việt Nam hiện giờ là 128 triệu, tức như là vậy, có nghĩa là người Việt Nam mình chỉ có 100 triệu thôi, mà ở đây cung ứng 128 triệu, mà nay là tháng 6 rồi, gần tháng 6 rồi, chỉ còn có nửa năm nữa thôi, tất cả mọi người dân ở Việt Nam đều được chích ngừa. Ok, đó là cái chuyện nghiêm chỉnh ở đây, nhà nước nói chân vậy, cá nhân nói 75% thôi, tức là như đây thế này là thì nó coi như là chia làm đôi, mỗi người chích hai cái thì 75%, để tiếp tục mua tiếp, không có gì phải lo. Bình thường rồi mới hỏi mà cái nói này, thuốc tàu thuốc tây, thuốc nào kệ mẹ tao, thuốc nào mà biển là luôn má, cảm thấy bộ y tế cảm thấy là kiểm nghiệm mà WTO mà của Liên Hiệp Quốc mà xác nhận ok là chết thôi, đủ má, chứ còn cái chuyện là mới hỏi ra cũng bài tao bài mệt quá, tao đang đá tao đang ngon vui 4-0 mà rồi tụi bay không đéo làm tao vui được, đang vui vẻ gặp tụi bay là thấy mất nổi khùng lên rồi, đủ mệt ghê vậy, vậy được chưa? Đủ mà hở mà ra cái nói hoài sọt sẹt hoài, dám nói được ấn lạnh tụi này rồi, bởi tụi này là tiêm máu Hà Mã đi, Big Blue nó ít máu lắm mà ra Hà Mã mà nhiều máu, một con Hà Mã thì chích giờ khoảng những 100-200 thằng nữa, ok được chưa? Tào lao thiệt mình. bây giờ anh có cuốn sổ mà hộ chiếu vaccine chưa? Tháng 7 này nếu mà chính phủ mình coi như mở cửa cho anh về cách ly một ngày, sau đó anh dọn thoải Đồ mái. má, tao nói cái gì có chứng minh cái đó, tao lấy cái bóp ra, tao lấy cái hộ chiếu của tao mới được. Anh Phú anh có rồi đấy. Tháng 7 này có khả năng là mình sẽ xem lại những cái mà ví dụ những người hiện nay có cỡ khoảng độ hơn 140.000 người đấy, muốn có nhập cảnh về Việt Nam, có dân Việt Nam, có Việt kiều và có các chuyên gia muốn nhập cảnh về Việt Nam. Rồi, tiêm mấy mũi rồi? Chích mấy mũi? Đây, ta chắc người đây. Đây, hộ chiếu vaccine mà thấy chưa? Rồi, thấy rồi. Chích hai lần thấy chưa? Một Hai lần, lần. hai lần thấy chưa? Rồi. Như Đủ về Việt chưa? Nam phải cách ly ấy nhá, nếu mà tháng 7 này chính phủ quyết định là anh về anh phải cách ly 1 tuần ấy nhá. Sau đó Mẹ. coi như là anh về nhà anh ngồi ở trong nhà, muốn ăn đồ nhậu gì hình như tiếp tục cách ly ở trong nhà nữa cứ khoảng 1 tuần hay 2 tuần nữa. Muốn ăn nhậu gì kệ mà Trời người ta bắt ơi, đồ của mày đi về lâu mà 1-2 tuần nghỉ thì tao chấp nhận, vậy là chấp nhận chơi chứ không phải như tụi bay đâu.
đủ má vừa đi mà vừa rung vừa rét, tao không có chơi, tao không có chơi cái đó, tao rồi chơi tới bến, thấy không, mệt đủ má mệt đó. Cái gì cũng vậy, cái gì là cũng có chủ trương nhà nước đưa ra và có văn bản, có báo đài lên lên tin tức đàng hoàng rồi thì người dân yên tâm rồi. Bây giờ tôi nói cho bạn nghe, người dân cũng vậy, nhà nước nói một cách nôm na là hiện giờ người dân Việt Nam mà nó có một cái tánh rất là hay, là tánh theo kiểu như là mà tại vì cái dân tộc Việt Nam, mà dân tộc tính Việt Nam là có tính cách quần cư, có nghĩa là ví dụ như có một cái gì đó thì người ta ùn ùn, ví dụ một thằng đói ở Việt Nam mình nó ngộ lắm, ở chỗ là ví dụ trong trong xóm mà thằng này không có gạo rồi qua mượn kia 5 lon hoặc 3 lon về nấu thoải mái tỉnh bơ, ví dụ thằng kia cháy nhà là tất nhiên một không có đợi tới nhà nước, không có đợi xe cứu hỏa tới thì tất cả mọi người chung quanh đều chung tay dập lửa, nó vậy đó. Từ bão lụt cho đến cái này là những cái mà thiên tai đó, mà thấy rõ ràng không, người dân Việt Nam là đủ mọi thành phần, đủ khỏi các tỉnh ùng ùng ra chở gạo cứu trợ các cái, người ta cái này tự nguyện, người ta không ai phải xuống hiểu cả, tự động à, mà hiểu gì đó người dân gì đó chứ, mà nhưng mà đâu đó lo cho lúc chút cũng có những thành phần phải cần phải thay máu. Tụi này nó đụng với nó cái chim chọc ngoài tao nói rồi, cái thứ nhất là người Việt kiều hoặc là người ở nước ngoài là không được quyền xía mỏ về Việt Nam, tại mày cũng chẳng dính dáng vợ Việt Nam cả, mày nói mỏ không ai nghe. Còn đặt mặt những thằng mà ở trong Việt Nam mà phản ứng về vấn đề hoặc là như kia mình đoạn khác là cái dân chủ cụi phải không, dân chủ cụi phải không, thì đó đụng là thay máu thôi, bởi cái máu đó là máu biết bu như là máu Hà Mã không à. Ok, đơn giản thôi. Em hỏi một câu này đấy, người ta bảo là công an Việt Nam mà phá án rất là giỏi, những vụ trọng trọng án hình như công an Việt Nam khám phá 100% thì lý do đâu? À cái đó là giờ nhờ dân dân luôn, nhờ cái nhân dân luôn, chứ nó không phải tại sao nó không phải đơn độc ở FBI này thì hoặc là ở Mỹ này, nó phá án thì nó tự kiểm tra, tự dò hỏi, thậm chí nhiều khi thuê mướn thám tử các cái. Còn ở đây không có đâu, ở Việt Nam mình là đụng mà là người dân, mỗi người dân là một người công an rồi. Bây giờ bảo ông tin đi, đụng má, mà rõ ràng một người dân, ta nói mày rồi, đụng má, cái hàng 100 triệu, 100 triệu cái camera chạy bằng cơm. Chạy bằng cơm. Ở Việt Nam ấy, có rất là giỏi, có camera. Chạy bằng cơm. Đó, tao nói rồi, tao nói trước rồi, thành ra không có chạy được, đúng rồi. Khổ, tụi không qua mắt được đâu, thật ra tao nói thẳng, tao nói cho nó. Tao là không có học được cái tiếng của tụi bay là gì? Cho nói cho nó vuông, cho nó nói cho nó vuông vuông đó. Cho nên thì vuông đủ mát, tụi bay lãng quảng là đủ thay máu Hà Mã với mấy cái bù đúng sổ. Không ở đâu ở trên các nước trên thế giới có phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn xã hội như ở Việt Nam. Ở bên Mỹ làm gì có, các nước trên thế giới làm gì có. Cho nên mình nói đùa một câu như là anh em mình nói đùa một câu ấy. Tức là Việt Nam có 97 triệu cái camera chạy bằng cơm. Đó ghê đúng không, chạy khắp nẻo đường thành phố luôn, hang cùng ngõ hẻm chỗ nào cũng có vậy. Ok, tao nói vậy đúng chưa, cái kết luận của tao vậy đúng chưa? Ok rồi, nào thằng nào không thích không cần là đi thay máu, tao có máu sẵn Hà Mã. Ok được chưa? Em nói anh khó vạn lần không, tức là dễ vạn lần không dân, ở đây không cần cãi tụi đó, mà dân liệu cũng xong. Nó ở chỗ đấy, tất cả đều phải dựa vào dân hết. Công an giỏi cũng phải dựa vào dân, mà không dựa vào dân là cũng chẳng làm được cái gì. Mà nhà nước này, đúng nhưng không? Mà, cũng sẵn, nhưng mà cái dân Việt Nam nó ngộ ngộ lắm nha. Coi vậy á, nhưng mà nó có máu điên. Nó có máu điên á. Là ngoại nó quýt học máu quá, kể cả đàn bà với đàn ông luôn. Ok, thì anh lên nói một cách đơn giản, người ta thấy từ cái mà tôi ngồi, tụi bay dẫn chứng, tụi bay nói từ A tới Z rồi, biến bản này đồ nước để chiên chứ, mà đây không cãi. Nó thẳng là không cãi đưa gì, cái cục dẫn chứng kịch rồi sao đủ má không, thằng nào cũng chịu đủ má đi thay máu kệ mẹ tụi bay. Ok chứ còn cái chuyện không, tao ghét cái thứ cãi lắm, bởi vì thằng này cãi tới già không lẽ mày ngày cãi hoài mà suốt đời mày cãi hoài. Thế rồi có nhiều đứa vui lắm, có nhiều đứa lên à, em không biết em hỏi cho biết, nhưng mà đủ qua nó hỏi 3 năm nay rồi cũng có một câu một rồi đủ quá. Vậy tao hỏi mày đủ mày ngồi giải thích hoài đủ cái miệng tao đó thì cũng có cơm vậy đủ hơi sức đâu mà ngồi nói chuyện tụi đó. Ok, anh lên chút cái đó, giờ mà để cho anh xuống, tao còn chuẩn bị, tao đi đá banh tiếp tục cái trời. Đúng, rồi, ok, rồi.